Nhân viên đại lý tiết lộ SUV điện cỡ nhỏ bao run dép sắp về Việt Nam, cạnh tranh VinFast VF3. Thông tin về việc mẫu xe điện Trung Quốc bao run dép được đưa về bán ở Việt Nam sau Huling Hongguang Mini EV đã xuất hiện từ cuối năm ngoái. Đến nay, nhân viên tư vấn bán hàng tại một đại lý đã hé lộ việc xe sắp có mặt tại Việt Nam. Theo nhân viên đại lý, bao run dép về Việt Nam sẽ thuộc phiên bản 3 cửa và được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Khi về Việt Nam, mẫu xe này sẽ là đối thủ của VinFast VF3. Như thông tin đã đưa, dép là mẫu xe do thương hiệu con bao run của liên doanh SAE Series M Huling sản xuất. Xe đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 5 năm 2023. Vào giữa tháng 4 năm 2024 này, xe sẽ được bổ sung bản mới với một số thay đổi nhẹ. Tương tự Huling Hongguang Mini EV, bao run dép cũng sở hữu kích thước nhỏ. Cụ thể, mẫu xe này có kích thước dài rộng cao lần lượt là 3381, 1685, 1721mm và chiều dài cơ sở chỉ 2110mm. Bên cạnh kích thước nhỏ gọn, bao run dép còn gây ấn tượng với thiết kế ngoại thất vuông vức và trông như phiên bản thu nhỏ của Suzuki Jimny. Mẫu xe điện Trung Quốc này sở hữu ca lăng đen bóng nằm giữa hai đèn pha và tích hợp logo hình kim cương màu bạc mới của thương hiệu bao run. Trong khi đó, đèn pha được bao quanh bằng 4 dải đèn LED định vị ban ngày, gợi liên tưởng đến xe sang Porsche. Chưa hết, bao run dép còn có cản trước sau được thiết kế theo phong cách xe Việt dã và nắp capo phồng lên, tạo cảm giác cơ bắp. Sườn xe của bao run dép khá mượt mà vì ít đường dập gân. Xe sở hữu nóc cao theo phong cách xe kei ka của Nhật Bản, tích hợp ba gơ. Bệ bước chân và hốc bánh của xe đều có thiết kế nổi bật, trong khi vành la răng là loại hợp kim 15 inch với thiết kế đa chấu phay xước hai màu, đi kèm lốp 195, 60:15. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cửa cốp được thiết kế thẳng đứng và mở sang ngang cùng cụm đèn hậu nằm dọc. Cũng như Huling Hongguang Mini EV đang bán ở Việt Nam, bao run dép chỉ có nội thất hai hàng ghế với 4 chỗ ngồi. Ghế lái của xe có thể chỉnh điện 6 hướng tiêu chuẩn, trong khi ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Trong khi đó, hàng ghế thứ hai có khoảng duỗi chân 1045mm dành cho hành khách và có thể gập xuống để tạo ra khoang hành lý 715 lít. Ở khu vực khoang lái, mẫu ô tô điện Trung Quốc này được bố trí vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cả hai đều có kích thước 10,25 inch. Thêm vào đó là viền cửa gió điều hòa mạ chrome, núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử và giá để ly ở giữa hai ghế trước. Những trang bị đáng chú ý khác của bao run dép ở thị trường Trung Quốc bao gồm điều hòa hai chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt. Trái tim của bao run dép là motor điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 68 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm. Bên cạnh đó là pin LFP có dung lượng 28,1 kW, cho phép xe chạy 301 km sau khi sạc đầy theo chu trình thử nghiệm tại Trung Quốc. Thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% bằng bộ sạc nhanh DC là 35 phút. Trang bị an toàn của mẫu ô tô điện này cũng khá ổn trong tầm giá khi có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, cảnh báo áp suất lốp, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe thông minh. Hiện chưa rõ giá bán của bao run dép tại Việt Nam, nhưng dự kiến sẽ cao hơn mức từ 239 đến 279 triệu đồng của Huling Hongguang Mini EV. Tại thị trường Trung Quốc, bao run dép có giá dao động từ 79.800 đến 89.800 nhân dân tệ, khoảng 273 đến 307 triệu đồng.